Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cùng với mình đi tham quan một cái vườn dâu nha các bạn. Ở đây là thuộc về thành phố Springfield, Missouri. Trong cái vườn dâu này các bạn muốn vô tự hái cũng được, hoặc là mua cái người ta hái sẵn cũng được nha các bạn. Nếu mà các bạn tự hái thì người ta sẽ cho các bạn đi tự hái, tự ăn ở trong cái vườn dâu này. Xin mời các bạn cùng theo chân mình nha. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe cho channel của mình nhé. Cái vườn dâu hôm nay mình đi nó có tên là Ice Berry Farm. Ở đây nó có một cái bảng quy định nội dung cho cái vườn dâu này. Bạn thấy không, đây dâu nó bự quá chừng mượn luôn. Dạch ở trong ra là đóng trái bự luôn các bạn. Trái bự bự không, chín hết rồi. Nhìn mấy trái dâu thiệt là ngon. Cái này quá bự. Nguyên một cái vườn rất là lớn. Phía bên này thì những cái người trồng cái vườn này thì họ đi hái dâu để mà đem ra bán nha các bạn. Có mấy cái em bé. Hi. Em bé rất là dễ thương nha các bạn. Nguyên một mâm dâu luôn. Hi. Đây là mấy cái người ở trong cái farm nha. Họ đi hái dâu nha các bạn. Hi guys. They look good. Có một cái chiếc xe kéo nha các bạn. Mấy người đi nằm đây rồi lụm dâu, hái mấy cái dâu để lên trên cái tray nè, để một chút mà bán cho mấy người nào mà muốn mua mà không cần phải hái. Dâu bự đỏ với lại ngọt lắm nha các bạn. Hello, hello bà ba. Hello bà. Hello bà Chín. Hello bà Mười. Ăn không? Ăn cái đi. Dạ, yeah, ăn đi. Đi hái dâu. Xin lỗi. Dâu nè. Hay ăn. Ăn cho biết dâu được. Dâu nè. Dâu chấm muối. Đó, đi vườn dâu nè. Chùm chùm nè, thả chưa? Wow. Mà không có lại cam vườn dâu trúng chút nữa. Bữa nay cũng có rất là nhiều người đi tới đây hái dâu. Hello Kiệt. Ở đây nó tính tiền bao nhiêu tiền không? Mình tự hái đi 3.5 đồng phải không? Còn nó hái là nhiêu? Để lát nữa ra hỏi nó thử coi. Mà nãy giờ có ăn thử chưa? Chấm muối vô thấy cũng ngon nha. À,
À, để mình cho các bạn coi dâu cái này nha. Quá chừng trái luôn các bạn. Trái này bự chưa? Các bạn có thể hái bao nhiêu cũng được, rồi xong rồi ra cân nha các bạn. Nó sẽ tính pound, 3.50 đồng một pound. Cái vườn này nó quy định là không có được đem theo ăn ở trong vườn nha, hái xong rồi đem ra tính tiền thôi. Mà bà ba và bà chín đem theo hũ muối hái ăn lia lịa. Nè thấy chưa, đó trái dâu đã chưa. Nghĩ sao vô đây cũng ăn rồi thiệt á. À, Kevin ăn thử một trái dâu hái tại vườn nha các bạn. Sao Kevin, ngọt không? Ngọt ha, đâu có chua đâu hả con? À, người ta không cho ăn nha, nhưng mà thôi kệ, quất luôn đi. Ngọt lắm, dâu rất là ngọt luôn. Nãy giờ thu hoạch cũng được một vỏ rồi nha. Kìa con, đừng có đứng lên cái đó con. Đứng. Tha hồ hái nha. Vui vẻ mà hái. Hái dâu kiểu đó đó hả con? À, đó là người ta hái dâu. Người ta nằm người ta hái chứ ngồi. Chứ ngồi đau lưng lắm. Trái nào mềm thì thôi. Này là thành quả nãy giờ mình hái được nè. Mới hái 5 phút. 5 phút vậy hả? 5 phút mà nhiều dữ vậy. Đem theo chén muối tôm nè, chấm ăn tại chỗ. Đây là thành quả nãy giờ hái được nha. Dâu quá ngon, ngọt. Quá sức ngon luôn. Mình hái được nửa tiếng thì có những cái người bạn của mình nha. Cũng tới vườn dâu này hái bữa nay các bạn. Thảo mày nói gì với anh đây Thảo, chứ mày không nói gì chứ Thảo. Nói với anh Trung đừng quay em đó. Mẹ mày dính màu đỏ của anh hả? Thôi vẽ đó màu đỏ. Ơi, mình xem mình có cái blanket đâu. Nhìn lại gì? Cái mền. Có sao có á. Cái gì kia nó tụi mình biết. Mẹ xin bà ba nè, bà ba hai áo. Cái gì? Bạn vô thành bà già. Tại hồn mày kêu lấy làm gì? Vô hải đi tin chơi mà. Bà ta cho giờ nè. Mình giơ tay ra bám Thảo, bánh Thảo lùi lại. Có luôn hả? Đâu biết đâu. Đâu có biết đâu. Cái này nó không có, nó kêu chứ. Đây Hiếu. Nó kêu chứ. À phải hái gì? Hái không được ai. Hái. Không, cái này cái rule của nó là không được ăn ở trong đây. Chừng nào mình lên mình chạy mình mới được ăn. Ta, cái đã chưa? Để trước ta đi được. Đừng nữa mày ơi. Thôi đừng hái nữa. Đi. Sao nhiều quá, nặng quá, xách hết nổi rồi sao? Đứng buồn dữ. Hái được không?
thì mà để nó lại dưới gốc cây á, nói nó chín quá nó rụng thôi chứ không phải là mình hái mình bỏ lại đâu. Lựa lại. Thôi được rồi. Thôi. Không, bước đi. Thảo cưng đi vườn dâu mà sao cưng không hái mà cưng lười làm sao Thảo? Sao kỳ vậy Thảo? Em đi chơi cho vui ha anh Trung. Không hái nữa. Đứng cho thằng hiếu. Đi thử không? Để cho nó lựa. Để nó lựa, tôi không bỏ vô. Rồi. Ngửa tay đó. Thì sao không lấy trái dâu chấm muối mà tự nhiên ăn muối không vậy Thảo? Mới ăn hết rồi giờ em lười hái. Trời ơi, cái con. Mời các bạn cùng ăn dâu với mình nha. Ăn đi con. Được không? Được, được. Đây nè, đây nè, trái này bự nè. Thấy chưa? Được nè, hái trái này được nè. Không, cái trái bự bên này. Cái trái này bự nè, dập ra trong nó có nhiều trái bự lắm. $475. $475 and this one $350. Bây giờ mình hái được bao nhiêu đây nha, mới cân thử bán, người ta bán cho mình là 25 đồng. Nửa tiếng đồng hồ hái trong đây. Mà bây giờ là mình như đây về đủ ăn rồi nha các bạn. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở một video kế tiếp. Nếu thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ mình nhé. Bye bye.